gọi điện Dũng gì có dậy được. Dũng dậy không kịp. Thực ra cái giả giả vừa nghe ra nó vào mặt cửa lách thì cháu nhìn thấy rồi, cháu nghĩ là mặt cửa cửa bên này lấy tiền phải không, và cửa bên này phải phụ nữa tay cháu đàng hoàng mà. Xe này chắc mới mua, nhìn mới nguyên này mà. À vài út rồi mấy út tôi xong rồi nhảy mẹ em đi đái à. Quay cả ra em rồi. Đấy, chạy mất người. Thằng này từ lô thì mày mất luôn. Bao nhiêu thằng 50 à? 75 nghìn. Cái thằng ô tô 700. Cái thằng cu Abelet này có vẻ lương thiện. Abelet đúng không? Nó tất nhiên nó lợi cho anh ạ. Trông hàng hơn như mày ngay. Nó đợi về xong nó dạ tiền.